Hello anh em nha, chào anh em đến với video tiếp theo của mình anh em ơi Nay lại là nhà toán học đây anh em ạ Nay tiếp tục nạp 45 triệu vào con game thiên đường trò chơi Và cùng mình gọi là chinh phục quả cầu về thời gian tối anh em nhá Rồi thì cứ từ từ thôi anh em ạ Thì cầu này mình hôm nay mình sẽ giải trí Đấy, Giải trí thứ nhất là giải trí một ngày làm việc mệt mỏi Và lên video vui vẻ giải trí cho anh em nhà mình với những cái thế cầu gọi là những cái thế cầu khó chốt lãi nhất của cổng game thiên đường trò chơi anh em nhé, ok chưa anh em? Rồi thì tiếp tục với thế cầu này thì đang chạy nhẹ nhàng, anh em nhìn thấy đấy. Anh em nhìn nhà mình có thể thấy là cái thế cầu này là đang chạy gọi thế cầu 11 anh em ạ, à. đấy, đang chạy gọi là quả thế cầu 11 thì chắc chắn gọi là thế cầu nào, chắc chắn là thế cầu này thì mình phải chạy chạy 11 rồi đúng không anh em? Rồi quả này lên thôi anh em ạ. À. là nhẹ nhàng 5 triệu anh em ơi nhẹ nhàng 5 triệu con tài cầu này chạy chạy của cầu 11 triệu 9 này Đấy. thì quả này lên con tài anh em nhá rồi anh em nhà mình cũng chiêm ngưỡng với mình nặng quả tài quả này nào ôi trời ơi bạn sự cửa đầu nan gian nan thì không được nản tiếng đầu tiên đã toạc thì gọi là không sao cả anh em ạ tiếng đầu tiên đã toạc thì không sao cả đúng không chuyện đâu còn có đó thì chó thì còn có mắm tôm còn cái thế cầu này cứ để mình lo anh em nhé cái thế cầu này cứ để mình lo trong cái trường hợp như này mà anh em theo cầu cầu gãy bỏ cầu cầu lại theo đúng không thì đấy là những trong cái hợp, trường hợp thua hoặc là hôm đấy anh em điên quá là bao nhiêu cũng mất đúng không nào thì nay mình sẽ khắc phục cái lỗi đấy cho anh em nhà mình nhá thứ nhất ấy, khi anh em nhà mình đã thua như vậy thì anh em nên khi anh em nhà mình đã thua như vậy thì anh em nên, anh em vậy, anh em nên bỏ một vài tay ấy bỏ một vài tay lúc đấy kiểu loạn cầu ấy, lúc đấy đang lú mà anh em lúc đấy đang lú mà thì nên là bỏ vài vài tay để gọi là đỡ lú anh em nhé rồi anh em ơi thì tiếng này ấy, thì mình sẽ áp dụng công thức gọi là gấp thép anh em nhé gấp thép với quả cầu này thì mình sẽ gấp lên là 10 triệu con xỉu vừa thua 5 triệu thì quả này vào 10 triệu con xỉu này Đấy, sồi ôi rực rỡ luôn anh em nhá Đấy. thứ nhất ấy, à, trong cái trường hợp thua ấy, thì anh em nhà mình thứ nhất là anh em phải gọi là dùng cái gọi là cái kỹ năng là áp dụng cái công thức gọi là gấp thép anh em nhá cái công thức gấp thép ấy thì anh em nhà mình dùng trong những cái trường hợp mà loạn cầu này lú cầu này à, đánh đâu thua đấy nhá đấy, đánh đâu thua đấy rồi thì trong thế cầu gấp tiếp ấy thì anh em có thể dùng áp dụng để gọi là cầm vốn này hoặc là đánh kiểu gọi là đánh chậm ngày kiếm vài ba triệu thì cũng có thể áp dụng công thức cấp thép nhá đấy thì với cái với thời gian hôm nay mình làm là 46 triệu đúng không nhỉ 46 triệu à 45 triệu anh em ạ à, 45 triệu hơn tí anh em ơi thì quả này mình vẫn tiếp tục vào 10 mờ xỉu anh em nhé quả này mình vẫn tiếp tục vào 10 mờ xỉu này ôi chứ anh em ơi 26 à. Rồi, vẫn là có 26 và 2 anh em nhá. Lại là 262 anh em ạ. Đấy. Thì cầu này mình đang khả thi. Đấy, đang khả thi là cầu lên bệt nên mình sẽ không áp dụng công thức cấp thép nữa. Ở tầm này mình sẽ áp dụng là đi đều tiền sẽ hợp hiệu quả và hợp lý hơn anh em ạ. Đấy. Còn chỉ cần hơi dấu hiệu nhận biết gọi là cầu không đi bệt hay là cầu xấu thì mình sẽ bỏ anh em nhá. Ôi chứ anh em ơi. Xí ngầu 2 và 3, 1 2 3 này. Đấy, 1 2 3 này. Rồi, quả này tiếp tục anh em ạ, quả này tiếp tục vào con xỉu anh em nhé Quả này thì mình chắc là cũng không 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 gọi là không chắc chắn lắm anh em ạ. Không chắc chắn lắm thì thôi, quả này mình định vào là 89M cơ. Nhưng mà thôi thì mình sẽ chấp nhận quả này vào 5M. ấy một là ăn ít, hai là mất ít anh em nhé Ôi chưa anh em ơi. Đấy, cứ thế thôi, cầu này có khi là bệt xong là quay sang nổ hũ tài ngay mà anh em ạ với những cái thế cầu bệt như này thì lúc gọi là nổ hũ ấy, thì có khi là bệt là sẽ sang con tài đấy anh em ôi chưa rồi 54 ra một vẫn tiếp tục hút anh em nhá 54 ra một vẫn tiếp tục là hút nhá rồi hút thôi nào anh em ơi ờ, thì mình đang đang nghi là kép xỉu 10 đây này đang có một chút dấu hiệu gọi là xỉu 10 kép xỉu 10 thì có khả năng ấy thì mình sẽ đánh con tài anh em nhá ô chưa anh em ơi kép xỉu 10 mình cho lên con tài nhẹ nhàng thôi anh em ạ không nhiều đâu nhẹ nhàng thôi 3 triệu 750 k con tài anh em nhá Đấy, câu này vừa bệt xỉu anh em ạ Vừa bệt xỉu này Bệt xỉu 2, 4, 5 phát này Rồi, thì quả này mình sẽ bẻ sang con tài 3 triệu rưỡi À 3 triệu 7 anh em nhé 3 triệu 750k anh em ạ Thì uh, kép xỉu 10 thì mình sẽ không hai con xỉu 10 mà đều là hai con xỉu 10 mà sát xít nhau như này thì mình sẽ không áp không không bắt bền nữa anh em nhé đối với mình là kép xỉu 10 là một cái gì đấy kỵ anh em ạ nên là mình không không bắt bệt nữa 63 ôi vãi ôi vãi anh em ạ vãi quả nặng có 63 ra một anh em ơi quả nặng 63 ra một này thì uh, đang là ba con bệt xịu anh em ạ đang gọi là ba con xỉu này ba con xỉu 10 anh em ơi Ok nhá thì cứ từ từ thôi anh em ạ với cái thế cầu này thì cứ từ từ thôi mà đánh thôi anh em ơi thì giờ chúng ta lỡ rồi anh em ơi giờ mà chúng ta lỡ bẻ rồi mà tầm này mà bẻ thì không ra đấy thì toang đúng không nào thì đã lỡ bẻ rồi chắc chắn là phải đi theo thôi anh em ạ nhưng mà bẻ làm sao cho hiệu quả bỉa sao cho hợp lý anh em nhé rồi thì mình vừa thua tiếng gọi là 3 triệu 750k đúng không thì chắc chắn là pha này mình phải áp dụng cái công thức gọi là gấp thép anh em ạ đấy bỉa nhưng mà phải chúng ta phải gấp thép để gỡ lại được nhé anh em nhé ô cái anh em ơi 3 triệu 7 3 triệu 750 thì mình quả này mình vào là 7 triệu rưỡi nha anh em ơi 7 triệu rưỡi con tài xem có tài không nào đấy áp dụng công thức cấp thép lên là được anh em ạ đấy bẻ bẻ như này là không bẻ gọi là bẻ văn hóa anh em nhé không thể gọi là không như mấy ông bẻ ngu được anh em ạ Đấy, không như mấy ông bẻ ngu được bao vứt bao nhiêu tiền và ông chết anh em ơi đấy, ví dụ có ông thì đánh tay này khoảng tầm 2 triệu nhưng mà tay sau bẻ lên tận 10 triệu thì ông đấy gọi là đánh kiểu gọi là không có gọi là luật lệ cử chỉ gì anh em nhé đấy không có quy định của bản thân nên là ông đấy đánh sẽ gọi là có thể thua rất là cao anh em ạ rồi thì có khả năng này có khả năng chưa bị gãy được 2, 4, 6, 7 tay đây anh em ạ Mà 7 tay 1, 2, 3, xỉu 6 anh em ơi Xỉu 6, 1, 2, 3 này khá là mung lung con này anh em ạ Để xem nào Để mình ngó nghiêng qua cái nào 1, 2, 3, này, xỉu 6 này Ok này Quả này vô tiếp con xỉu đi anh em ơi Quả này mình vô lại nhẹ Tiếp con xỉu anh em nhé 5 triệu đi Đấy, Thử theo lại bệt anh em ạ Đấy, hai tay bị ạ anh em ạ, hai tay bị ạ, một tay mất và một tay được hòa anh em ơi. Khá là may mắn anh em ạ. Đấy. Thì xin phép là anh em nhà mình là đánh nốt tay này và xuống gọi là dừng lại video tại đây. Anh em nhá, đánh nốt video này rồi mình xin phép là dừng video tại đây. Ôi giời anh em ơi. Rồi, xem không biết tiếng này ăn hay không. Được thua cũng nghỉ thôi anh em ạ. Đấy. Rồi vẫn còn xỉu anh em nhé Rồi thì video mình cũng khá là dài rồi Và xin phép anh em nhà mình là mình dừng video tại đây Và chúc anh em xem video vui vẻ Và áp dụng công thức gấp thép thành công Rồi chào anh em nhé